chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người. Hôm nay mình sẽ làm video này để hướng dẫn cho mọi người đánh solo note bài Thương Em của ca sĩ Châu Hải Phong. Thì bài này mọi người có thể chơi với điệu ballad chậm hoặc là điệu pop ballad tempo tầm 50 cho đến 55 nha. Thì bài này nam ca sĩ người ta sẽ hát với tông là đô thăng thứ, nữ thì sẽ hát với tông son thăng thứ. Đó, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người trên tông la thứ luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người từng đoạn nè. Bây giờ mình sẽ đánh mẫu cái đoạn 1 trước, rồi sau đó mình sẽ hướng dẫn cho mọi người từng câu luôn nha. Rồi, đây là đánh mẫu của đoạn 1 nè. Đó là cái đoạn số 1 nha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người từng câu luôn nè. Câu đầu tiên nè. Ngày mà em đêm nhắn là ngày em theo chồng. Rồi câu đầu tiên mọi người đánh nè. Là mi re mi. Là si la son. Rồi câu số 2. Trong máu hoa màu trắng, miền cười rất tươi. Rồi câu số 2 nè. Rê mi rê là mi. Là rê mi son mi. Câu số 3. Buồn nào hơn lúc này, đôi mắt khóe cây. Rồi câu số 3 mọi người đánh nè. Là mi rê là rê mi son mi. Câu số 2, câu cuối cùng của đoạn 1. Bâng khuâng đứng nhìn theo nỗi buồn đau héo. Rồi con này mọi người đánh nè. Rê rê mi là rê, si là son là rê. Đó là câu cuối cùng nha, mình đọc lại nè. Rê rê mi là rê, si là son là rê. Đây. Đó. Vừa rồi là đoạn số 2 nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho mọi người đoạn số 2 nha. Trước khi vào đoạn số 2 thì nếu như mọi người có nhu cầu muốn cài đặt cái đàn của mình á cho nó hay hơn thì cứ liên hệ với bên trung tâm nhạc Thiện Hoàng Anh qua số điện thoại Zalo 0973675251. Bên nhà cụ mình sẽ hỗ trợ tư vấn và hướng dẫn hỗ trợ cho mọi người nha. Rồi bây giờ mình sẽ đánh mẫu của đoạn số 2 rồi sau đó mình sẽ hướng dẫn cho mọi người nè. Yo. Đó là đoạn số 2. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người từng câu luôn nha. Rồi câu đầu tiên của đoạn số 2 nè. Người ta mang cho em cuộc sống trong san dầu. Rồi câu đầu tiên mọi người đánh nè. Là mi 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 mi. Rê mi rê rê si. Câu số 2. Là son pha. Là mi mi rê mi mi. Rồi câu số 3. Tiếp tục nè. Một tình một thời ấm em nay đã phai màu. Câu số 3 mọi người đánh nè. Là la son son mi rê. Rồi câu số 4. Đành ôm thương đau chúc em yên vui về sau. Câu số 4 mọi người đánh là mây son la son 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 mây la. Đó là đoạn số 2. Thì vừa rồi mình hướng dẫn cho mọi người hết đoạn số 2 rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho mọi người đoạn điệp khúc nha. Rồi mình đến mẫu cái đoạn điệp khúc nè. Mình đánh lại đây. Đó, vừa rồi là mình vừa
vừa đánh đổi mẫu cái đoạn số 3 thì bây giờ mình sẽ đọc từng nốt từng câu cho mọi người nha. Câu đầu tiên nè. Thầm tránh luôn xin cho anh gặp người, con gái anh đã rất thương. Rồi câu đầu tiên nha. Mày đố si la, mày đố rê mi rê. Đó là câu số 1. Câu số 2. Trong khi bản thân khốn khó đu đường. Rồi câu số 2 nè. La la son la si son mày. Rồi câu số 3. Thương em ngày tháng bên em chẳng sung sướng. Rồi câu số 3 mình đọc nốt nha. Rê rê là mi rê rê mi rê mi son. Câu cuối cùng đoạn số 3. Từ nay hay sống tốt với người anh đã nhường. Rồi câu cuối cùng mọi người đánh nè. Câu cuối cùng mọi người đánh kỹ cái nốt nè. Mi son la đô rê đô la si la son. Đó là vừa câu 4 nha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người đoạn số 4 luôn. Thì mình sẽ đánh thêm 1-2 câu trong cái đoạn số 3 để cho mọi người dễ hình dung nha. Rồi đây là đánh mẫu của đoạn số 4 nè nha. Vừa rồi mình hướng dẫn cho mọi người đánh mẫu cho mọi người cái đoạn số 4. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người nha. Nè câu đầu tiên nè. Nặng tình khóc trong cơn say, lòng đau lắm em mau có hay. Rồi câu này mọi người đánh nè. Mày đô la. Mày son mi rê mi rê. Rồi câu số 2. Kể từ khi rời xa đến nay vẫn còn ai nấy. Rồi câu số 2 mọi người đánh nè. La son la đô si la si đô rê. Rồi câu số 3. Thương em cho đến khi tàn hơi thơ vẫn thương. Rồi câu số 3 mọi người đánh nè. Rê mi rê là rê son la son. Rồi câu cuối cùng. Thật xin lỗi không thể cùng em đi cuối con đường. Đó là câu cuối cùng nha. Mình sẽ đánh chậm thật là chậm câu cuối cho mọi người hình dung nè. Mi son đô si đô la si đô si la. Vừa rồi là mình vừa hướng dẫn cho mọi người xong đoạn số 4 cũng như là cả bài của bài Thương Em nha. Thì nếu như mọi người có nhu cầu muốn Trung Tâm Nhạc Thị Hoàng Anh hướng dẫn cho mọi người bài hát nào đó thì mọi người cứ comment ở phần mô tả bên dưới nha. Thì bên mình sẽ sắp xếp thời gian xem comment và sẽ cố gắng quay video hướng dẫn và chia sẻ kiến thức cho mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Nếu như mọi người có nhu cầu mua bộ giáo trình do Trung Tâm Nhạc Thị Hoàng Anh biên soạn thì mọi người có thể liên hệ số điện thoại Zalo 0973675251 nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào mọi người.